Cải tiến của Android 11 trên cái Realme 5 Pro này là cái phần mà chụp ảnh màn hình. Realme 5 Pro vừa nhận được cái bản cập nhật qua OTA nha, và mình đã tải về rồi, và trong video này mình sẽ cập nhật lên để xem có những cái gì khác biệt hay không. Và bạn nào chưa nhận được cái bản cập nhật Android 11 qua OTA thì các bạn có thể làm theo cái video trước mình đã hướng dẫn, các bạn lên trang chủ của nó, các bạn tải cái file cập nhật về và tiến hành cài đặt. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để cập nhật Android 11 cho nó. Đây, cập nhật phần mềm nó đã tự tải về qua Wi-Fi rồi ha. Đây, phiên bản mới Android 11 Realme UI 2.0, Realme UI 2.0. Đó, đây là tên của bản cập nhật nha. Bây giờ bấm cập nhật ngay. Bạn đợi nó chạy hết cái thanh này ha, đang update vui lòng chờ thì các bạn sẽ chờ nó vài phút để nó chạy chạy hết cái thanh này. Đó, luôn có những lúc nó hiện logo màu vàng, nó cứ làm đi làm lại như vậy ha, chỉ có những cái màn hình như vậy thôi. Cái việc của chúng ta là chờ đợi thôi, chỉ cần tải bản cập nhật và chờ đợi. Ở đây các bạn sẽ thấy là đang tối ưu hóa các ứng dụng 3%. Đó, thì những cái ứng dụng mà mình cài đặt sẵn thì bây giờ nó sẽ tối ưu hóa để tương thích với lại Android 11 ha. Đó, 4% nó sẽ chạy đến 100%. Bây giờ nó đã chạy được 100% rồi, nó sẽ chuẩn bị chuyển qua cái màn hình khác. Rồi, bây giờ là đã cập nhật xong Android 11 thì cái thời gian cũng không có lâu quá. Rồi, mới đầu vô thì nó hơi khựng trong cái việc mà mình vừa nhập mật khẩu ha. Vậy là đây là cái giao diện Android 11. Mình sẽ vào phần cài đặt cho các bạn xem. Đó, giới thiệu điện thoại nè. Rồi, Android 11. Điều mà mình thấy nhiều người phàn nàn nhất về Android 11 á chính là cái phần mà nhắn tin Messenger của Facebook. Và nhiều bạn nói là nó rất là xấu và nó không như những cái phiên bản Android trước. Và bây giờ mình cũng sẽ thử nghiệm trên cái phiên bản Android 11 Realme UI trên cái chiếc Realme 5 Pro này luôn ha. Alo. Thì các bạn thấy đây, nó vẫn có cái bong bóng chat bình thường nè các bạn. Nó vẫn có bong bóng chat bình thường ha. Thường. Và cái bong bóng chat cũng hình tròn và tương tự như những cái phiên bản Android trước. Bạn nào quan ngại về cái vấn đề mà khi mà lên Android 11 á, thì chúng ta gặp những cái phiền phức về Messenger á, thì trên cái bản Realme 5 Pro là không có ha. Rồi, về cải tiến của Android 11 trên cái Realme 5 Pro này là cái phần mà chụp ảnh màn hình. Bây giờ chụp bằng ba ngón nè. Đó. Chụp bằng ba ngón ha. Đó. Lúc trước thì các bạn chỉ chụp được những cái khoảng vuông này thôi, hoặc là chữ nhật, hoặc là còn bây giờ chúng ta có thể chụp hình tròn và cái hình do chúng ta tự vẽ luôn. Ví dụ đó, mình vẽ cái hình này để lưu thử coi nó ra sao ha. Vào ảnh. Đó. Những cái tính năng đặc biệt của Realme vẫn còn, đó chính là cái thanh này. Đó, các bạn có thể chọn chụp ảnh màn hình, ghi màn hình và dịch màn hình ha. Nó có thêm cái phần dịch màn hình này nữa nha. Đây, ví dụ như mình bấm thì cái ví dụ các bạn đang xem những tấm ảnh hoặc là các bạn chụp những tấm ảnh á, bình thường các bạn phải mở Google Lens ra để chúng ta truy cập vào cái phần dịch. Còn bây giờ các bạn có thể vuốt qua và chọn dịch trực tiếp trên những cái tấm ảnh này luôn. Đó, mình thấy nó tiện hơn rất là nhiều luôn ha. Nó cũng là sử dụng cái tính năng của Google Lens nhưng mà nó tích hợp vào cái thanh này cho nên là nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Như các bạn lướt login mà nó tiếng Hoa không á. Ví dụ mình vào phần bình luận đi ha. Và phần bình luận thì tiếng Hoa không, mình thử dịch coi nó ra cái gì nha. Đó, nó sẽ hiện trực tiếp cái tiếng Việt lên để cho các bạn hiểu được phần nào cái nội dung mà các bạn đang xem. Về phần đa nhiệm thì nó cũng tương tự như trước, và ở phía lúc trước thì không có những cái phần dưới bên đây, thì bây giờ các bạn có thể vuốt những cái phần dưới bên đây để biết chúng ta đang mở ứng dụng nào, nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường thôi, tại phía trên thì mình nhìn mình cũng biết rồi đó. Và mình thấy là nó mượt hơn xưa ha, những cái thao tác vuốt sử dụng đồ mình thấy nó mượt hơn là Android 10. Bật cái tính năng xoay màn hình lên thì khi mà mình xoay đó thì các bạn nhìn cái hiệu ứng xoay của nó nè. Đó, ví dụ cái tấm ảnh nè, đó đó cái hiệu ứng xoay của nó nè. Và một điểm mình nhận thấy nữa là cái phần mềm mà tích hợp quay màn hình trên Realme 5 Pro nó có sự cải thiện ha. Ví dụ như lúc trước á, các bạn quay một cái video ở trên màn hình á, thì cái phần âm thanh cũng như là cái phần hình ảnh nó có cái độ trễ với nhau. Nhưng mà khi mà lên Android 11 á, thì nó sẽ khớp hơn. Cho nên đây cũng là một cái cải tiến. Diện chụp ảnh camera của Android 11 thì nó đã có cái sự khác biệt so với cái phiên bản lúc trước.
các cái tính năng cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nó có thêm cái này, khi mà các bạn vuốt xuống á, thì cho chúng ta chọn nhanh các cái tỷ lệ khung hình nè. Đó, thì nó chỉ thay đổi nhẹ nhàng thôi chứ cũng không có thay đổi nhiều lắm. Sau khi các bạn cập nhật á, những cái vùng mặc định á, thì giống như là nó được làm mới lại hay sao á. Khi mà bạn truy cập vào á, thì nó sẽ đòi hỏi là chúng ta đồng ý và tiếp tục để cung cấp quyền, tương tự như cái ứng dụng mà các bạn vừa tải về vậy ha. Chuyện cài đặt chạm giữ để cài đặt hình nền, biểu tượng và các cái bố cục hiệu ứng này kia, tiện ích đồ á, thì nó có cái sự thay đổi so với Android 10 ha. Đó, rồi về thời lượng pin, cảm thấy là xài cũng ok thôi ha. Tổng kết lại thì nếu như các bạn đang sử dụng Realme 5 Pro á, thì có nên lên Android 11 hay không? Thì mình nghĩ là nên lên ha. Các bạn sẽ tương thích với những ứng dụng mới, cũng như là cái khả năng bảo mật của thiết bị nó sẽ được cập nhật tốt hơn. Rồi, hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.